Ok, các bạn thân mến, những cái đôi chim non mà mình đã chuyển đi cho khắp các bác anh chị em yêu chim cu gáy ở mọi miền các tỉnh ạ, thì cũng có một số người gọi lại là cũng có những cái nó về cái kỹ thuật cũng như là cái việc mình chăm nó chưa được tốt. Có người thì bay mất một con, có người thì nó lạnh chim nó đi, nó rù chim. Cũng có người nuôi rất tốt, có người nuôi tốt hơn cả tôi, họ úm rất tốt. Thì đây này, hôm nay là trời rất là mưa, thì thực tế là nó ỉu trời, thời tiết 3 ngày thì kể cả những con nó đang học mục mình cho ra ngoài lồng ngoài kia, nhưng mà mình thấy nó lạnh thì mình vẫn phải cho vào đây, cắt bớt một bên cánh đi, ví dụ như cánh của nó như thế này đó, thì mình cắt bớt khoảng 6-7 cái lông cánh ở phía ngoài đây bằng cái sợi của hàng trong, thì khi con chim nó lệch cánh thì nó sẽ không bay mất. Đấy là những con mà do mẹ nó nuôi hoặc là mình nuôi thôi, nó cũng ở cái dạng là khá thuần, nhưng mà sợ mình phòng khi những cái lúc mà nó giật mình nó bay đi ngọn cây. Thế thì các bạn thấy không, đây là cái đèn sưởi, và đây là một bữa ăn của chúng. Thì về cơ bản thì các bạn có thể thấy là gì, ví dụ như đây là bên này là đàn anh đàn chị, đàn anh đàn chị thì có những con nó đã mổ được rồi, nhưng mà vì mình không gì mình không không nhốt chung vào mấy cái bên này là đàn đàn em, bởi vì là những con to nó sẽ đè vào những con nhỏ. Đấy, ví dụ như là những con chim mà được cắt cánh ấy, nó là cắt như thế này, các bạn có thể thấy là chúng sẽ được cắt như thế này đó. Thì mặc dù là như này nhưng khi trụ mà chúng nó nhìn nó vẫn vẫn rất là đẹp, nhưng mà con chim này thì cũng khá thuần, nó không gì cả đó, nó rất là thuần đúng không ạ. Con chim này có thể mổ được rồi và có thể chuyển cho các bạn để các bạn về nuôi bình thường, nhưng mà con chim này là nó gì, nếu mà nó lạ hoặc nó giật mình là nó sẽ gì, nó sẽ nhảy đó. Mặc dù là nó đã chuẩn bị chôm chớm ở cái phần cổ này của nó chuẩn bị mọc cườm rồi. Thế thì cho nó sang bên này là thế hệ anh chị, thì ở đây chúng ta có một cái bóng, mình cứ gọi là một cái đèn học, qua vào cái đèn học, giờ quay vào cái đèn học đấy. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta lên cắt cánh để tránh những trường hợp nó giật mình nó bay đi đó. Thì và những ngày ngày ỉu trời mưa dầm gió bấc này, chúng ta lên úm vào, úm như úm gà con, chúng ta cái kiếm một cái rổ nhựa như thế này. Mình nếu mà ít có 2 con thì các bạn có thể là cho vào cái ấm ủ hoặc là một cái thùng 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 giấy, chúng ta nót bằng lá 2 đến 3 ngày chúng thay thay một lần. Và nót thì làm sao mà khi chúng ỉa phấn ướt thì là nước nó chảy xuống dưới, nó không bị ướt cái phần bụng này, nó không bị ướt cái phần bụng này mà nó không bị viêm phổi con chim. Cái thứ hai là chúng ta đặc biệt là chúng ta phải sưởi ấm cho chúng. Thì đây là cái kinh nghiệm mà cũng như là cái lỗi mà các bạn mắc phải. Thì ở đây thì các bạn là chắc chắn là những ngày như này các bạn phải pha nước ấm rồi. Đây là những chú chim chúng đã được nuôi và đánh dấu theo ổ đôi. Thì đây là với cái số lượng nhiều thì cũng có một ưu điểm là chúng sẽ nằm sát kề với nhau, chúng sẽ sưởi ấm giữ nhiệt độ cho nhau. Đó, nếu mà các bạn chỉ có một đôi thì các bạn nên cho vào một cái hộp nhỏ và giữ được nhiệt. Khi chúng ta cho ăn đó, các bạn nhìn nhau, chúng ta cho ăn, quay sát rồi, chúng ta cho ăn thì chúng sẽ chim nó sẽ nhao nhao như thế này. Thì mình biết là con chim rất là khỏe đó, con chim rất là khỏe, còn nó sẽ nhao theo theo cái xu thế nó gọi là ganh đua bầy đàn. Thì những con nó yếu thì nó cũng phải đua lên để nó ăn, mà nó ăn được thì nó lại càng khỏe, ăn được thì nó càng khỏe đó, các bạn thấy không. Đó, đó là những cách mà mình khởi động cái sự sống cho nó và cũng như là đánh thức hệ tiêu hóa tất cả. Thì chúng ta bón thì cái video trước mình đã hướng dẫn bón cụ thể rồi, nhưng mà vì cũng một số người gọi điện lại là
thì cách chăm sóc các bạn là chưa thực sự là tốt. Thì mình cũng lại nói lại thêm một lần nữa qua cái video này, nhấn mạnh là cái việc sưởi ấm, tạo ấm cho con chim là rất quan trọng. Như ở cái giai đoạn mà chúng ta nuôi non thì ưu điểm lớn nhất là chúng ta có được cái con chim rất là thuần à, và chúng ta cái nhược điểm chúng ta phải khéo léo và chúng ta phải tâm huyết với nó. Đó, nếu như các bạn mà không nuôi được thì các bạn nên đặt hàng bên mình, và bên mình sẽ sẵn sàng bón 10 ngày một nửa tháng để cho nó biết chỗ ngon nghè, thì mình sẽ chuyển cái đôi chim non thuần này cho các bạn. Và tất nhiên là giá thành đi theo với cái công của bên mình bón. Còn nếu mà các bạn bón được thì các bạn mua cái tầm nó nồng măng thôi. Ví dụ như những con nó có thể là những con như thế này. Đó. Thì chúng các bạn về các bạn bón thì nó cũng sẽ ấy. Nó cũng sẽ biết mổ thôi. Đó, những con như thế này. Đó, rất là thuần đúng không ạ? Những con này thì các bạn bón từ bây giờ các bạn bón về thả nó cũng không bay được đâu. Nó cũng không các bạn bón là nó có bay thì nó đói là nó theo các bạn. Còn cái úm thì đây là các bạn nhìn thấy là đây là cái rổ mà mình cứ gọi là cái rổ hoa quả trên thị trường. Đó. Thì mình phải cắt những cái tấm bìa như thế này và mình giữ xung quanh để cho chúng thì không bị thoát nhiệt. Và cái đèn ở trên này là chúng ta để sưởi như thế này. Đó. Chúng ta để sửa như thế này, sửa như này, và chúng ta mỗi một lúc cho ăn là chúng ta kiểm tra xem nó có bỏng quá không. Cái đèn này thì cái bóng của nó là cái đèn học bình thường, cái bóng của nó bằng điện quang mà nó không phải là bóng tròn, bóng sợi tóc, nên ra cái nhiệt độ nó vừa phải. Thì nếu mà sợi tóc nó sẽ những con ở gần nó sẽ bị bỏng nhiệt. Đó, các bạn yên tâm là mình sẽ rồi. Thế thì cái việc mà chúng ta nên sưởi ấm cho nó là rất quan trọng. Bởi vì chim non bình thường mẹ nó u là nó giữ nhiệt độ để cho con chim nó phát triển, tăng trưởng. Nhưng khi chúng ta tách ra nuôi bộ thì chúng ta không được mất nhiệt độ. Và cái nhiệt độ bình thường như này các bạn nên nhớ là lúc nào cũng phải 27 độ. Nếu như các bạn cẩn thận nên có một cái nhiệt kế đặt ở trong cái khu vực mà con chim nó nằm. Đó, 27 độ. Sờ vào thì chúng ta cảm giác con chim nó ấm là chúng ta ổn rồi. Và sau khi uống 3 bề 4 bên vòng quanh như thế này thì chúng ta lên gì? Lên có những cái gọi là đậy vào như thế này để cho chúng giữ được cái nhiệt độ. Đó. Thì công tác uống chim là rất quan trọng, rất là khéo léo. Hy vọng rằng cái video này sẽ góp phần đóng góp cho các bạn một chút cái kinh nghiệm để chúng ta nuôi chim. Các bạn thấy chưa? Đây là con chim mà nó rúc vào kẽ tay mình và nó há mồm. Đó. Thì như thế này các bạn đưa xin anh là các bạn bơm mà các bạn nhích nhích như kiểu con mẹ nó ợ ra là rất là tốt. Bởi vì cái tư thế này là tư thế con chim nó đang giống như ngoài thiên nhiên là nó rúc vào đầu miệng con mẹ để nó ăn. Đó. Khi các bạn quen thì các bạn đưa tay vào, bạn khua tay như thế này thì con chim nó sẽ rúc vào cái kẽ tay của bạn đó, và nó sẽ há mồm, và hai cái háng tay này mình sẽ kẹp để cho nó không ngậm mồm vào nữa. Đó, sau đó mình đưa cái mỏ xin anh vào và mình nhích nhích từng tí thì nó sẽ nuốt ực như mình uống một chai nước Navi. Đây là một cái kinh nghiệm thực tế. Và mình đã bón không biết là hàng nghìn con chim non. Và cái tỷ lệ mình bón thì gần như tuyệt đối. Nếu như mình làm, còn người khác làm thì mình không biết. Nên mình làm tuyệt đối. Thứ nhất là mình có ưu thế là cái kinh nghiệm. Thứ hai là cái công thức pha trộn cái cám chim non của mình. Mình đã có những cái kháng sinh, có những cái thành phần dinh dưỡng, chất xơ, chất đạm. À, để chống được những cái bệnh như là bệnh trứng diều hoặc là những cái bệnh bị liệt chân. Đó. Thì qua kinh nghiệm thì mình đã có những cái gói cám và những cái cám để mà bón cho đôi chim non. Thì quý vị các bạn nếu bắt được chim ở ngoài thiên nhiên và chưa tự tin thì có thể đặt cái cám bón chim non, chim cu gáy cho ở bên mình. Bên mình cũng sẽ chuyển theo hệ thống nhà xe
hoặc là các bạn có thể là gửi tiền cho nhà xe từ quê các bạn lên đến Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Giáp Bát, thì cho mình số điện thoại thì mình sẽ ra mình gửi cám, gửi chim cho nhà xe và mình sẽ cầm tiền của các bạn qua 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 trung gian là nhà xe. Thì đây cũng là một cái cách mà tạo điều kiện để mà giao dịch thành công. Còn các bạn thì có thể thấy là gì, đây là những chú chim và chúng sẽ gì, chúng sẽ được nuôi từ khi mà 7 ngày 10 ngày là mình bắt ra mình bón, thì mỗi ngày mỗi lớn, và khi có được những cái sự tin tưởng từ các bác các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc, mình ở ngoài Bắc cũng gần trung tâm thành phố Hà Nội thôi, thì nếu mà cái chi phí vận chuyển thì mình sẽ tính cho các bạn là từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh, mình có thể là ưu tiên là từ bến Mỹ Đình, nếu như không phải bến Mỹ Đình thì có thể là phát sinh hơn một chút cũng không sao, một vài chục nghìn chúng ta mua được một cặp chim giống chuẩn ưng ý thì các bạn cũng có thể yên tâm. Thì ở đây mình muốn nói là cái những con chim như thế này thì thường là mình cũng sẽ có đánh dấu và có những cái kiểm tra về mỏ, mắt, cánh, chân, móng vảy, làm sao là nó không có tật nguyền gì cả, để mình bán cho khách hàng của mình, đó là các bạn, những người quan tâm đến cái kênh YouTube Chim Cu Gáy Hay của mình và duy nhất ngoài miền Bắc, thì từ những cái cơ sở mình đã đi vào những cái cải tiến, là cái thế mạnh của mình là những con chim non được mang theo gen mẹ. Xin thưa các bạn là mang theo gen mẹ là nhiều, bởi vì chim là dòng gia cầm, nó là dòng hai chân, nó sẽ gì, nó sẽ theo cái câu nói là chó giống cha, gà giống mẹ. Và tất nhiên đó là những con chim mái, mà là những con chim mái đúc, thì chúng sẽ cho theo gen của con chim bố nhiều, nhưng đặc biệt là những con chim mái rồng thì chúng sẽ gì, ra con là giống mẹ. Chính vì vậy là con chim mái cũng rất quan trọng, các bạn đừng coi thường con chim mái, đặc biệt là chị em phụ nữ, nhiều khi trong cuộc sống thường thường là bất công như vậy. Con chim trống thì cất lên tiếng gáy chiếm được cái ưu thế về giọng hót, nhưng mà cái để mà duy trì bảo tồn cái giống chim cu gáy thân thiện với con người này thì đó lại là những con chim mái. Mình quý trọng những con chim mái và gì, làm chuồng cho ăn, và những cái việc là gì, thu hồi trứng. Thì kính thưa các bạn là cái công thức của bên mình cũng không chia không giấu thì các bạn cũng không chia sẻ luôn, là cái dàn chim của mình nuôi là bán hoang dã. Bán hoang dã là chim không bao giờ bệnh tật gì cả và chúng khỏe mạnh, không có bay lượn trên cái khoảng cách rộng, chúng sẽ có được những cái sự thoải mái, không có để những con dệt, con giận, con mằn mặt ở trên ký sinh trùng, vì chúng tắm được, chúng vẫy, chúng duỗi được, và nhiệm vụ của chúng là chỉ có đẻ trứng. Mình cứ cho đẻ khoảng hai nứa trứng, mình mang vào cái máy ấp của mình, trứng của mình sẽ được cho vào máy ấp, và nếu như mà lúc gần đến ngày nở hoặc là nở ra thì mình sẽ có cách để mình nuôi nuôi thành một 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 cái dàn chim như thế này đó. Thì có thể là mình sẽ gì, mình sẽ cho mẹ nó u mấy ngày đầu, nên là một con mẹ sẽ u 4 con chim non. Ngược trở lại là gì, mình cũng sẽ phải bón hỗ trợ cho con mẹ, bởi vì theo công thức thì chúng có thể nuôi 2 con 3 con, nhưng nếu 4 con 5 con thì chúng có thể là không tiêu hóa kịp cái bộ rìa của 2 con chim bố mẹ để mà phục vụ cho con chim 4 5 con chim non kia, thì chúng ta phải hỗ trợ từ bàn tay con người. Và khi chúng ta hỗ trợ đến cái tầm mà con chim nó đã đủ, mình cảm thấy tự tin để bón, thì mang ra mình bón bộ con chim mẹ, có thể là lúc đấy mình phải làm sao đấy con chim mẹ nhập pháp kia, mình sẽ làm sao đấy là gì, giữ lại một quả trứng giả để nó u, và mình nếu như có con tiếp thì mình lại thả tiếp vào,
Vậy thì là con chim mẹ chỉ là những cái chuyến đò, những người lái đò qua những cái dòng sông chảy xiết, là những cái giai đoạn con chim nó còn nhỏ, mình không bón được thì phải nhờ vào những con chim vú nuôi nhật pháp như vậy. Cái cách như này nói trên lý thuyết là như vậy, nhưng các bạn không làm, nếu như tôi không hướng dẫn cụ thể trực tiếp, thật sự rất khó. Nhưng đây là một cái, cũng như là một cái thành công, mà cũng như là một cái gì đấy mà mình cũng hết sức là chia sẻ, cũng mong muốn là cũng có nhiều người là cùng nuôi những con chim quý hiếm như này. Mong rằng là nó sẽ được bảo tồn và duy trì, bởi vì những cái đồi cây keo, những cái đồi cây thông càng ngày càng được chặt phá, con người càng lấn trên cái diện ở quỹ đất cây hoang dã, thì mình là người đầu tiên mà yêu thích con chim này từ lúc còn chăn trâu cắt cỏ, từ lúc còn trèo lên những ngọn đa, những cái ngọn phi ngọn, ngọn 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 cây cây thông, những cây mít và những cây mà có tổ chim, bắt về những con chim đỏ hòn đen nhánh, mình khéo léo mình ốm dần dần và mình nuôi. Có lẽ là nó cũng hình thành từ cái tuổi thơ ấu của mình như vậy. Thì giới thiệu với các bạn là con chim này thì